Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày cuối cùng của năm 2021 và chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang một cái thời điểm giao thừa để sang năm 2022. Hy vọng rằng là ngày hôm nay hoặc là trong những cái ngày đầu tiên của năm 2022 thì chúng ta sẽ thấy cái sự tăng trưởng của thị trường trong một năm nó tăng trưởng ha. Thì video ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có một số các thông tin liên quan tới những cái thời sự ha. Cái thông tin mà chúng ta sẽ cập nhật qua về Bitcoin cũng như là một số các đồng altcoin khác, các nhà đầu tư họ đang làm gì. Chúng ta sẽ xem về on-chain. On-chain thì có khá là nhiều cái mình muốn chia sẻ với mọi người. Đó. Và con cá mập nó cũng đang mua lại. Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem một cái bức ảnh ha. Đây hiện tại là cái ngoài sân của mình. Đây, cái ô tô của mình bây giờ nó bị gần như nó phủ tuyết trắng lên rồi. Mọi người thấy rằng là bây giờ bên Nhật thì mặc dù đang ở ngày nghỉ nhưng mà tuyết thì rơi rất là nhiều. Cho nên là cái tâm lý ngại muốn không muốn ra khỏi nhà thì nó khá là nhiều. Ừ. Bây giờ mà ai đang ra khỏi nhà thì khá lạnh ha. Mình còn đang muốn là đi đâu đó chơi mà cũng đang còn rất là ngại. Không biết là mấy hôm nữa thì thời tiết nó có tốt hơn không để mà chúng ta có thể đi ra ngoài được ha. Hiện tại thì giá Bitcoin nó đang loanh quanh ở khu vực 46 47 nghìn đô và nó có những cái sự tranh chấp về về giá nó khá là kịch liệt, khá là mạnh mẽ. Không biết là trong thời gian sắp tới thì giá nó sẽ đi về đâu, chúng ta sẽ cùng thêm ở cái phần sau ha. Cái nội dung video thì chúng ta cũng sẽ có khoảng hai video, chúng ta nói một cái về Bitcoin về một cái thì chúng ta sẽ nói về altcoin. Altcoin mình sẽ có một số các cái phân tích về on-chain, về cái biểu đồ bên trong của Solana, Dot, vân, rồi là ADA. Một số các đồng coin mà các bạn cũng đã hỏi khi mà xem cái livestream thì các bạn mình chưa trả lời kịp. Ok, thì bắt đầu vào phần tin tức thì đây là một cái báo nó cũng không không quá mới nữa, nó từ tháng 8 2021 nhưng mà chúng ta chưa phân tích sâu về cái bài báo này. Thì hiện tại là họ đánh dấu là trong năm 2021 ấy, thì cái lượng người mà tức là cái tỷ lệ phổ biến của crypto đó đối với lại các quốc gia, mọi người thì nhìn thấy rằng là đây hiện tại là một số các cái nước nó cái màu nó càng đậm ấy, thì thể hiện là cái độ phổ biến ở cái đất nước đấy nó càng nhiều đó. Thì như ở Mỹ là 0.22, tức là cái mức độ giữa đó. Sau đó là đến Việt Nam thì đứng đầu rồi. Việt Nam thì vô địch về cái việc là cái sự phổ biến của Bitcoin nó đứng thứ nhất luôn, nhất thế giới luôn đó. Thì một lát chúng ta nói xem cái chỉ số này nó tính theo cái gì. Sau đó thì đến Ấn Độ là 0.37 và Pakistan là 0.36. Đấy là ba cái nước mà đứng đầu. Ấn Độ với Pakistan thì thực ra là nó khá là gần nhau, các văn hóa các thứ thì nó cũng tương đồng. Đó. Thế thì ở Việt Nam là đứng nhất và nó có sự cách biệt với các nước khác rất là ghê gớm. Ví dụ các nước khác chỉ 3 điểm, nước Việt Nam là 10 điểm. Đó, rất là kinh. Rồi, thì cái chỉ số này nó đánh giá cái gì? Ta có thể nhìn thấy vào cái biểu đồ này có thấy rằng là ở châu Á thì chúng ta có một số nước đứng đầu, ví dụ như Việt Nam, Ấn Độ, rồi là Pakistan, rồi tại mấy cái nước. Thế còn cũng có cả Trung Quốc nhưng mà không đứng quá cao. Thái Lan thậm chí đứng trước Trung Quốc. Đó là một cái lý do mà chúng ta thấy rằng là khi mà Thái Lan họ có những cái thông tin mà cấm các thứ ấy, thì báo chí cái nước ngoài nó cũng nói. Việt Nam thì lại không thể nói mấy nhỉ. Ừ, ha. Rồi Brazil. Đấy, châu Mỹ thì cũng có một số nước Mỹ, Brazil, Venezuela vân vân. Đấy, thì thấy rằng là Việt Nam đang đang có một cái sự phát triển về cái người dùng đối với lại cái tiền điện tử. Thì cái biểu đồ này nó tính kiểu gì? Biểu đồ này không phải là Việt Nam là cái người những cái người Việt Nam là chiếm cầm nhiều tiền điện tử nhất trên thế giới, hay là cái lượng Bitcoin hay lượng coin người ta kiếm nhiều, mà thực tế nó là một cái sự tính toán ở trên tổng của các cái con số nó khác nhau. Tức là người ta sẽ tính dựa trên bốn cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó là cái lượng giao dịch P2P giữa hai người ở trên một cái sàn giao dịch. Tức là các bạn mua bán ở trên các sàn giao dịch này, các bạn trade trên sàn giao dịch này, thì cái volume đó nó sẽ được tính thành một cái chỉ số. Cái thứ hai nữa là mọi người trade on-chain, tức là các cái người mà ta chỉ có chuyển ở trên cái on-chain với nhau thôi, có thể là bọn cá mập hay là những cái người người ta mua bán OTC, người ta bán cho nhau.
Việt Nam cũng là một cái có cái đội bán OTC rất là lớn và người ta kiếm được rất là nhiều tiền từ từ bán OTC của Bitcoin ha. Người ta thấy rằng là những cái người mà mua bán OTC ấy, thì thậm chí là người ta có thể là kiếm được hàng hàng vài tỷ trong những cái lúc mà thị trường nó đang tăng trưởng. Thì OTC thực ra nó cũng là gì nhỉ? Trade thôi, nhưng mà nó trade theo kiểu khác. Điều khác mà nó có những phương pháp nó không có nhiều rủi ro bằng cái việc chúng ta trade trên sàn giao dịch. Đó. Đó. Không nhiều rủi ro, nó hầu hết là sẽ làm theo đơn đặt hàng. Đó. Ví dụ như bạn đặt 100 bit, 1000 bit thì nó sẽ đi thu gom và nó thu gom được cái giá thấp hơn thì là nó có lời, hầu như là như vậy. Thế còn trong cái phần OTC ấy, thì nó lại còn có rất là nhiều thứ nữa mà lợi nhuận của nó thì gần như là có ngay, nhưng mà cần vốn lớn, cần nhiều mối quan hệ vân vân, nhiều cả. Thì dựa vào chỉ số đấy là chỉ số thứ hai. Chỉ số thứ ba, số thứ ba là cái mức độ mà hai cái chỉ số kia nhé, thì cái chỉ số về giao dịch trên sàn giao dịch này, chỉ số giao dịch OTC này, thì hai cái đấy ấy, nó lại còn phải tính tính trên một cái tỷ lệ về cái mặt GDP của từng từng quốc gia nữa cơ. Ví dụ như là đối với một quốc gia mà cái đồng tiền của họ có giá trị cao, cái thu nhập họ cao, thì 100.000 đô giao dịch nó lại khác với 100.000 đô của một cái quốc gia mà cái giá trị về lương thưởng rồi thu nhập nó thấp, rồi vật chất hàng hóa nó thấp. Đó. Thế cho nên là cái này cũng không phải là cái điều đáng mừng. Không phải là cái điều đáng mừng khi mà Việt Nam ta đứng số 1. Thì có thể là chúng ta có giao dịch nhiều, nhưng mà một phần nữa thì đó là do cái thu nhập của chúng ta nó quá thấp. Thu nhập trên tính trên đầu người của chúng ta quá thấp so với các cái nước khác còn lại. Đó, chúng ta so với lại ví dụ như Ấn Độ hay là gì nhỉ, Mỹ này, thì những cái người mà ở cái tầng lớp trên ấy, của mấy cái nước đó thì cái thu nhập của nó khá là cao so với lại cái người ở tầng lớp trên của mình. Đấy. Hay là tầng lớp dưới thì nó cũng, nói chung là ở dưới thì Ấn Độ thì không không nói được vì là Ấn Độ nó phân hóa giàu nghèo hơi bị nhiều, nhưng mà về thu nhập, nếu mà thu nhập về kỹ sư hay các thứ thì ở mấy cái nước đó là nó cao hơn mình ha. Của mình thu nhập thấp. Thế thì những cái tỷ lệ đó nó lại tính ở trên cái thu nhập GDP của quốc gia, cho nên là của Việt Nam nó đứng thứ nhất. Đó, Việt Nam thứ nhất. Vì là có vẻ như cái trình độ dân trí của Việt Nam so với thu nhập là đang bị thấp hơn so với lại về bình thường. Tức là một người của Việt Nam cùng với cái mức độ dân trí như vậy thì lẽ ra phải thu nhập cao hơn. Đó, kiểu như thế. Thì rồi là một cái nữa là cái sự phổ biến của Internet. Đó, một số các tiêu chí như vậy. Thế thì với cái lượng phổ biến Internet như hiện tại và với cái số lượng người tham gia vào cái thị trường crypto như hiện tại thì Việt Nam đang có cái tỷ lệ phổ biến Internet crypto rất là lớn. Người tham gia vào đầu tư crypto rất là nhiều. Ok. Thì hy vọng rằng là cái làn sóng crypto này nó sẽ mang lại sự giàu có, giàu sang cho tất cả anh chị em ha. Rồi kể đến một cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người, làm rõ xem là nó tính theo kiểu gì mà Việt Nam được thứ nhất ở thế giới về cái việc là phổ biến crypto. Rồi một thông tin thứ hai là cái thằng Michael Strategy nó lại tiếp tục là mua 1114 bit. Đó. Bây giờ nó giữ đến hơn 6 tỷ đô Bitcoin rồi. Gần 6 tỷ, 5,9 tỷ ha. Thì theo cái báo cáo với lại xét vào cái ngày thứ mấy đây, vào thứ năm đó, thì là Michael Strategy họ đã mua từ ngày 9 tháng 12 đến 29 tháng 12, tức là mua trong cái khoảng thời gian đấy, nó không mua một phát, là 94,2 triệu đô. Đấy, tổng cái số Bitcoin nó nâng lên với cái số tổng Bitcoin giữ là 124.391 bit, tức là hơn gần 2.000 Bitcoin vừa mới được mua ở trong cái tháng 12. Và cái giá trung bình họ mua đó, cái giá trung bình họ mua là bao nhiêu nhỉ? Nó không có thấy nó nói là 49.000 trên một bit. Ừ. Cái mức giá trung bình là 49.000 trên một bit và tính trên toàn bộ cái số Bitcoin là 124.391 bit ấy, thì cái mức giá trung bình cái giá mà gọi là mua chia từng phần ra thì nó tính ra là khoảng 30.159 đô trên một bit. Tức là bây giờ nó cũng lời khá nhiều ha. Ta chia xem nào. 47 chia cho 30. Bây giờ là lời 56%, tức là cầm 1 tỷ là có 1 tỷ rưỡi. Đấy, cầm 1 tỷ là có 1 tỷ rưỡi. Rồi.
đầu tư khá là lời rồi đấy, mà chưa có bán, không có bán cái gì cả, cứ mua thôi. Cũng người anh hùng của thị trường crypto ha. Ông này là cái người mà khởi xướng được cái việc là các nhà cũng các công ty rồi là các cái tập đoàn đấy nó mua, rồi các cái quỹ nó nhảy vào nó mua. Một cái người là Diamond Hand ha. Rồi một cái thông tin cũng tương tự, tức là cái ví mà chúng ta vẫn thường theo dõi là nó tham gia vào thị trường của crypto từ khá là lâu, và nó liên tục nó có những cái hành động là mua và bán những cái thời điểm khá là thích hợp, khá phù hợp, không phải lúc nào cũng thế, nhưng mà nó mua vào những cái lúc mà khá là thấp và bán lúc cao. Thì đây là cái lúc mà nó lại tiếp tục nó mua sau một thời gian khá là dài nó ngủ quên. Không phải nó ngủ mà nó nghỉ. Từ 21 tháng 12, là cách đây là bao lâu rồi, chúng cách đây khoảng hơn 10 ngày rồi, 10 ngày là cái ngày gần nhất mà nó mua, lúc đó là 136 bit ở cái mức giá 46 47 nghìn. Và khi mà giá quay lại 46 47 nghìn trong mấy ngày hôm nay là ngày 30 31 thì nó lại tiếp tục mua vào 120 bit và 244 241 bit. Trong ngày 31 là nó cũng vừa mua rồi. 31 nó vừa mới sang được có mấy tiếng mà nó cũng đã ngủ dậy làm cốc cà phê xong mua luôn 11,3 triệu đô, hơn hơn 200 bit. Đó. Thấy rằng là cái con cá mập này nó đang khá là tin tưởng thị trường, và không biết là mọi người như thế nào, bản thân mình cũng tin tưởng vào thị trường và nó sẽ tăng trưởng còn mạnh nữa. Thì hai cái thông tin vừa rồi chúng thấy rằng là bọn tay to nó vẫn đang ôm và bất chấp, gọi là không sợ hãi. Thế có một cái thông tin ở trên Hu Blockchain, thì cái thông tin của này nó lại không có tích cực bằng những thông tin vừa rồi. Thì đó là một cái tức là theo dữ liệu on chain đấy thì cho thấy rằng là cái ví của cha Justin Sun, Justin Sun là đứng đầu của cái dự án Tron TRX đấy, mọi người vẫn đang đầu tư con TRX đấy, hay là mọi người có thể là chuyển USDT, là chuyển coin ở trên các cái sàn giao dịch, thì thấy rằng nó có cái TRC20, chính là cái trên hệ thống của Tron đấy, thì nó thường xuyên là nạp tiền, nạp ETH vào Binance trong tháng 12 này, từ tháng 12, và tổng có số tiền mà nó nạp lên tới là 165.989 ETH, tức là gần 166.000 ETH. Nếu mà tính theo cái thời điểm hiện tại là khoảng 592 triệu đô, 592 triệu đô vứt lên trên sàn Binance để có thể là làm gì đó. Thì thường là người ta nạp lên với mục tiêu là để chốt lời, nạp lên với cái mục tiêu là để chốt lời hoặc là để giao dịch. Thì mọi người nhìn thấy rằng là Ether gần đây nó có những cái dấu hiệu, ví dụ như là cái trường hợp là chúng ta mở cái on-chain của Ether lên ha. Rồi, một lát nữa ta sẽ nói về cái on-chain Ether sau. Chúng ta sẽ xem tiếp vào cái biểu đồ on-chain của Bitcoin. Thì Bitcoin gần đây lại có một cái sự rút ra từ các cái nhà đầu tư ở trên sàn giao dịch. Họ lại tiếp tục họ rút ra. Sau khoảng là gần một tuần là họ nạp lên trên các cái sàn giao dịch, thì bây giờ họ lại bắt đầu có cái động thái là rút ra nhiều hơn. Thì ngày hôm qua cái lượng nạp vào là khoảng 24.000 bit, và cái lượng rút ra là khoảng 29.000. 29.000 thì 29 mà trừ đi 24 thì khoảng 5.000, 5.000 bit là vừa mới được rút ra. Thì đây nó cũng hiện ra là khoảng gần 5.000 bit được rút ra. Thì ngày hôm trước nữa thì nó là cái khoảng là hơn 8.000 bit được rút ra. Cái lượng nạp vào cũng không quá nhiều, nhưng mà cái lượng rút ra thì nhiều hơn, nạp vào là ngày 29 đâu. 29 nạp vào là 25.000 và rút ra là 33.000, 33.000. Nó không quá nhiều so với toàn bộ quá trình trong cái năm nay, cái quá trình mà Bitcoin nó tăng trưởng hay nó điều chỉnh, thì thời điểm này là thời điểm mà không có quá nhiều các cái giao dịch nạp vào rút ra trên các sàn giao dịch. Tuy nhiên là đấy là tổng tất cả các sàn giao dịch nhé, tổng các sàn giao dịch. Thế còn trên từng sàn giao dịch thì nó lại có sự khác biệt. Chúng ta xem vào trong cái bảng biểu đồ sau. Cái biểu đồ này cho thấy rằng là cái lượng Bitcoin nó còn tồn tại ở trên các sàn giao dịch nó như thế nào. Hiện tại là nhiều nhất là vẫn là trên cái sàn Coinbase Pro, với cái số lượng Bitcoin mà nó đang có ở trên sàn là 587.000 bit. 587.000 bit thì Binance lại không có nhiều bằng, là chỉ có 390.000 bit, đứng vị trí số mấy đây nhỉ? Chúng ta sẽ thử xem nào. Ô, sao nó lại phân chia kiểu gì này? Sao Binance đứng sau OKEX nhỉ? OKEX lẽ ra phải đứng thứ ba chứ. Rồi sau đó đến OKEX là 342.000 bit đang ở trên sàn OKEX. Thì về cái sự trao đổi thì mọi người thấy rằng là
trên cái sàn mà Binance ấy, thì Binance và OKEX rồi là một số các cái sàn khác, thì chúng ta có thể thấy rằng cái lượng mà Bit nó đang được nạp vào trong 24 giờ qua khá là lớn, đặc biệt là trên OKEX nó nạp vào đến 1.400 Bit, Binance nạp vào là 600 Bit. Thế nhưng mà trên cái sàn Coinbase Pro ấy, thì nó lại bị rút ra đến gần 10.000 Bit. Thế điều này cho thấy cái gì? Điều này cho thấy cái gì? Thấy là một cái điều đó là các cái nhà giao dịch ở trên toàn cầu, Binance cũng cách là người ta có thể giao dịch trên toàn cầu đúng không ạ? À, một số nước cấm thôi, hầu hết là trên toàn thế giới là có thể giao dịch được, thì người ta đang khá là sợ hãi và nạp lên các cái sàn giao dịch. Thế nhưng mà người Mỹ thì họ lại khác. À, người Mỹ họ không còn bán những cái đồng Bitcoin của mình nữa, và các cái quỹ lại đang nhảy vào mua với những cái số lượng order nó rất là khủng khiếp, nó lên đến hơn 9.000 bit thế kia. Thì ngày hôm qua là có một cái lượng bit nó được rút ra khỏi sàn nó cực kỳ nhiều, rút ra khỏi sàn cực kỳ nhiều đối với sàn Coinbase Pro. Và các cái quỹ, nếu có thể là một ngày mai ngày kia hoặc là trong cái tháng này, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có những cái thông tin là Bitcoin được quỹ này quỹ kia mua, giống như là Michael Strategy vừa nó vừa mới đưa thông tin ra. Vì là năm nay chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều lần về cái việc rằng là ở bên Mỹ họ đang làm chủ cái cuộc chơi này, họ đang dẫn đầu cuộc chơi này, không phải làm chủ mà họ dẫn đầu cuộc chơi này. Và các cái công ty, các cái tập đoàn của Mỹ nó nhìn thấy cái khủng hoảng về chứng khoán, những cái bong bóng bất động sản, nhìn thấy cái sự đổ vỡ của nền kinh tế nó chuẩn bị tới, và có thể đâu đó nó tích trữ thêm, hoặc là bọn nhà cái nó đẩy giá lên nó mua thêm, đúng không ạ? Thì cái này chúng ta không biết được, nhưng ta sẽ biết là nó đang thu gom rất là nhiều những cái số lượng mà nạp lên các cái sàn là quốc tế, ví dụ là 1.400, 600 rồi là 400, nó đâu đó khoảng có cho khoảng 3.000 đi, đúng không ạ? Không đến, không thể đến được. Ô, trên sàn Bitstamp nạp lên đến 11.000 bit này. Nạp lên ở sàn Bitstamp 11.000 bit. Ồ, có cái lý do gì đây? Trên sàn Bitstamp thì chúng ta thấy rằng là nó lại không có, mà lát chúng ta xem, nó không có giao dịch quá lớn trong 24 giờ qua, nhưng mà lại nạp lên rất là nhiều. Trong 7 ngày qua là nạp lên, thì chỉ ngày hôm qua nạp lên 11.700 bit. Mà lát chúng ta xem lại Bitstamp ha. Nếu mà như thế này thì cái số lượng nạp vào nó rút ra là ngang nhau. Nhưng mà trên Coinbase thì đang đang được nạp vào. Bitstamp là một cái sàn giao dịch, thì chúng ta sẽ xem là nó giao dịch ở quốc gia nào nhiều hơn ha. Đấy thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Ok. Thì đây là trên một cái biểu đồ, nó cũng giống như ở CryptoCoin lúc nãy chúng ta xem cái lượng coin trên sàn giao dịch thôi, nhưng mà nó sẽ chi tiết hơn về các cái sàn. Thì chúng ta xem Coinbase nhé. Đây, nó vừa bị rút đi rất là nhiều. Thì trước ngày hôm qua thì nó ở trên sàn Coinbase nó đang có cái lượng là khoảng 597. 597, nhưng mà đến hôm nay thì nó bị giảm rồi, 587, còn 587. Rồi, xem Bitstamp nào. Bitstamp, wow, nó nạp vào xong nó lại rút ra, và nút rút ra xong nó lại nạp vào kiểu gì đây? Còn khiếp khiếp, cái này có phải là cái thanh ở giữa không? Đây là cái mức mà kiểu như là cái mức, cái đường màu trắng này là cái đường trung bình này, cái đường mà nó gần như là chạm đáy, thế và nó tụt xuống dưới đáy xong nó lại hồi lên. Chờ mình một chút, mình sẽ xem lại xem là các cái dữ liệu ở đây nó như thế nào. Tại sao nó lẽ ra nó nạp vào thì cái lượng nó phải tăng lên chứ sao nó lại tụt xuống dưới này nhỉ? À, thì là như thế này, trên sàn Bitstamp này ấy, cái lượng 11.000 bit này, thế có thể là nó chỉ là chuyển giao giữa các cái ví của sàn mà thôi, chứ nó không có phải là, bởi vì là nó rút ra xong nó lại nạp vào luôn. À, 1,77, 10.000 bit. Mình sẽ xem thêm thông tin về sàn Bitstamp sau, Bitstamp sau ha. Thì mình thấy rằng là nó nạp vào xong nó rút ra ngay trong 1-2 ngày như này, thì có thể là nó chỉ thay đổi cái ví lạnh mà thôi, chứ không phải là cái lượng, không phải là cái gì đó nó quá là ghê gớm. Đúng rồi, nó rút ra xong nó nạp vào luôn. Đấy thì tổng cái số lượng mà trên tất cả các sàn giao dịch, nếu mà tính như là cái thông tin như thế này, là trong 24 giờ qua là có đến 4.000 bit đang được nạp vào trên các cái sàn, trong 7 ngày là
42.000 lít được nạp vào các cái sàn đó. Chúng ta thấy rằng là nó có cái sự FOMO rất là mạnh, cái sự sợ hãi rất là mạnh ở thời điểm này. Rồi chúng ta qua cái biểu đồ về Ether, nó cái lượng Ether được nạp vào sàn rất là nhiều như này. Ồ, có một cái lượng nạp vào đột biến tăng rất là mạnh. Đây là nạp vào cái lượng nạp vào đến gần 900.000 Ether. Và cái lượng mà trên Netflow nó vẫn bị rút ra. Thì tức là có nhiều người nạp vào nhưng mà cái số lượng người mà thu gom con Ether nó còn nhiều hơn. Cái lượng rút ra nhiều hơn lượng nạp vào đến 250.000 Ether. Thì chúng ta không có cái biểu đồ mà gì nhỉ, tất cả các lượng Ether nạp được rút ra khỏi sàn giao dịch nó ở đâu, ở trên cái này, mà chỉ trên một số sàn thôi. Vậy chúng ta không nhìn được, nhưng mà cũng thấy rằng là cái lượng Ether nó lại bị rút ra khá là nhiều. Đó. Nó lại tiếp tục tạo ra những cái vùng đáy sâu hơn trong cái chu kỳ của năm nay. Thời điểm hiện tại là còn cái lượng Ether còn ở trên sàn là cực kỳ thấp. Rồi, thì chúng ta sẽ quay về cái biểu đồ phân tích kỹ thuật Bitcoin ha. Có một bạn là bạn ấy phân tích rất là hay. Bạn ấy tên là cái gì? Bạn tên tiếng tiếng Anh tiếng tàu thì mình không có hiểu lắm nên là không có nhớ lắm được. Chờ một chút nhé. Mình tìm lại cái bạn đấy, bạn ấy hỏi là xem mình phân tích như thế có đúng không đây. Bạn ấy tên tiếng Nga Vladimir Hisaka, ở trong nhóm là Telegram. Bạn ấy phân tích là nến T1 vừa đóng thì áp lực cũng không có nhiều như kỳ vọng của mình. Kỳ vọng của bạn ấy là xuống tầm 44-45. Ngày hôm nay sẽ có thể là tăng giá vì không còn nhiều áp lực cung, tuy nhiên giá chỉ lòng vòng 48-49.000. Để tạo dấu nến là 50 thì sẽ có 80% đến 9% kiểm tra lại vùng 45-46. Thì xong rồi, hòa bình thì mình thấy rằng là cái biểu đồ của bạn ấy vẽ thì rất là đẹp. Nhưng mà có một cái là mình không không có mình thấy nó hơi khác so với biểu đồ của mình. À xong mình để ý ra là hóa ra bạn ấy dùng cái biểu đồ ở trên sàn Bitstamp. Mình thấy volume nó thấp tí à. Thế trong khi mà cái mình nhìn thấy thời điểm hiện tại là cái volume nó cực kỳ lớn. Đặc biệt là trên sàn Binance, ta xem mà trên sàn khác xem nào. À, trên sàn là đây là sàn đây mới là Binance. Nãy mình xem là Coinbase. Đây mới là Binance này. À, Binance thì là bình thường ha. Ồ. Ồ. Đã hiểu, đã hiểu. Ngày hôm qua thì mình có đổi lại cái vị trí của chúng nó cho nên là nó hơi bị lệch tí. Thì ấy, mình thấy trên sàn Coinbase ấy, là ngày hôm qua, tức là cái ngày mà 30 tháng 12, một cái lượng Bit nó được thu gom cực kỳ lớn ở trên sàn Coinbase. Thì hai cái sàn mà hiện tại có volume giao dịch lớn nhất thì chúng ta vào cái CoinMarketCap, chúng ta ấn vào Bitcoin. Chúng ta ấn vào phần thị trường này. Và nếu để tiếng Anh nó là market ấy, thì chúng ta thấy rằng là hai cái sàn mà nó đang có mang cái số lượng cái khối lượng giao dịch lớn nhất thì nó là Binance này. Là ngày hôm qua là 1,2 tỷ đô. Nhưng mà hôm qua thì Coinbase nó cũng có một khối lượng giao dịch nó tăng lên rất là mạnh là khoảng hơn 1 tỷ đô. Xỉ với lại Binance. Trước đó thì nó sẽ thấp hơn khoảng 34%, nhưng bây giờ nó gần bằng rồi. Nó chỉ thấp hơn khoảng mười mấy phần trăm thôi, 20% thôi. Thì mình thấy rằng là trên Coinbase nó đang có một cái sự gom hàng cực kỳ mạnh như chúng ta cũng vừa mới nhìn thấy trên biểu đồ on-chain đúng không ạ? Bây giờ thì nhìn ở trên biểu đồ của phân tích kỹ thuật chúng ta cũng nhìn thấy cái điều đó. Trong khi ở Binance thì cái volume dịch nó không quá là lớn. Thì không biết là thằng nào sẽ là thằng quyết định cái việc là mua bán ở đây. Các cái sàn giao dịch bây giờ thì cái giá của nó có sự gọi là kết nối với nhau, sàn nó có kết nối về giá với nhau, nó làm sao để có thể cân bằng giá được để tránh trường hợp mà người ta buôn lậu từ cái sàn này sang sàn kia và kiếm được chênh lệch. Nó vẫn có thôi nhưng mà nó sẽ hạn chế được. Ví dụ như là bây giờ mà các bạn mua ở sàn Binance mà giá nó tầm 47.000 đô, các bạn sang sàn Coinbase và bán được 47.200 đô thì sẽ rất là nhiều người làm cái điều đó. Một sàn nó tự cân lệnh với nhau, sàn nó tự kênh cân với lại các cái sàn lớn, các cái sàn lân cận, các sàn có volume giao dịch khác, nó cũng sẽ cân theo sàn khác. Đó. Thì chúng ta sẽ xem ở hai cái sàn mà nó có cái volume giao dịch lớn nhất để chúng ta có được một cái nhìn gọi là khách quan nhất về cái tình hình của thị trường. Bây giờ Bitstamp nó có 87 triệu đô giao dịch Bit trong vòng một ngày. Đúng không? Giao dịch Bitcoin trong vòng một ngày có 87 triệu đô, làm sao mà có thể là dùng để tính toán cái
cái volume giao dịch của một cái hàng hóa được, trong khi mà giao dịch volume giao dịch của nó tổng là đến bao nhiêu? 36 tỷ đô. Những cái thằng mà có 3%, 2% như này còn không thể nào mà xem được hết, không thể nào mà có thể là đánh giá được hết. Tất nhiên là nó có khách quan hơn so với cái thằng mà có mấy chục triệu đô kia, nhưng mà nó đã còn không thể nào đánh giá được hết rồi, mà chúng ta chỉ có xem cái thằng có 0.0 mấy thì nó sẽ không có hợp lý ha. Rồi, ta đến với một cái dữ liệu của thị trường. Thì ngày 29 và ngày 30 là hai cái ngày mà cả 28 nữa, mình thấy rằng cái khối lượng giao dịch ở trên các sàn giao dịch nó có sự tăng lên một chút, mặc dù giá giảm nhưng mà khối lượng giao dịch tăng lên. Thì ở cái chỗ này mình thấy rằng là mặc dù là nếu trong trường hợp nó thấy giá giảm với một cái volume dịch ở trên sàn Coinbase nó như thế này, một cái volume cực kỳ lớn xuất hiện nhưng giá lại có sự tăng trưởng một chút, và thân nến ở đó chúng ta thấy là biên độ giao dịch ở trong cái ngày hôm qua nó cực kỳ thấp. Ngày hôm qua biên độ giao dịch cực thấp đúng không ạ? Chỉ đâu đó loanh quanh có mấy trăm đô, còn thậm chí còn chưa đến cả 1.000 đô, hơn 1.000 đô một tỷ. Thấp nhất là bao nhiêu nhỉ? Thấp nhất là 45.900 cho khoảng 46.000, cao nhất là 47.800 ở khoảng 2.000 đô đấy, 2.000 đô, nhưng mà nó khá là thấp so với những ngày trước. Nhưng mà lại có cái volume giao dịch lớn hơn. Ở đây là cái gì? Ở đây là có những cái người người ta không muốn thấy Bitcoin ở xuống dưới 45 46 nghìn và người ta đã mua hàng ở đây để người ta đỡ cho thị trường là một. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở cái thời điểm mà 45 46 nghìn này là cái mức giá mà người ta cảm thấy hời để mà mua, giá để mà có thể là tăng trưởng được. Hai cái yếu tố này nó dẫn đến là cái giá không có bị di chuyển quá nhiều, mặc dù có rất nhiều người bán. Một cái volume tụt giảm trong 3 ngày liên tiếp là khoảng 100 tỷ đô. 100 tỷ đô nó hầu hết là ở cái chiều hướng là giảm của những người mà cắt lỗ bán đi và những người mà bắt đáy mua lên. Thế mà nó làm cho cái giá ở 2 ngày liên tiếp này nó không có di chuyển quá nhiều. Lẽ ra với một cái volume lớn như vậy thì nó phải tụt giá rất sâu, đâu đó 45 44 nghìn, nhưng mà có cái lực bắt đáy mạnh ở dưới, đặc biệt là ở Coinbase, các cái nhà đầu tư ở Mỹ thì người ta lại đang khá là quan tâm thị trường và người ta đẩy giá lên. Thể hiện đây là một cái dấu hiệu tích cực đối với cái việc là tạo một cái nền gì nhỉ, hỗ trợ tốt ở khu vực 46 47 nghìn cho chúng ta. Thì hỗ trợ là như thế nào? Tức là ở cái mức đó là những cái người mà đã từng mua từ bên dưới mua lên, họ không nghĩ rằng là những cái mức giá mà ở khu vực này là mức giá họ phải sợ hãi và họ muốn bảo vệ cái mức giá này, họ không muốn nó tụt sâu hơn. Và những cái người ở trên cho dù là có sợ hãi hay là có muốn bán tháo, có muốn đẩy giá như nào thì cũng không thể đẩy qua được cái vùng 46 47 nghìn đấy. Thì đấy là một cái dấu hiệu tốt cho Bitcoin để nó không bị tụt xuống dưới những cái vùng dưới 45 nghìn. Thì đó là cái mà nhiều nhìn thấy khi mà trên sàn Coinbase nó có cái volume tăng đột biến như vậy. Thế thì chúng ta sẽ biết được rằng là ở trong những cái thị trường khác, ví dụ là Forex chẳng hạn, thì Forex nó sẽ phụ thuộc vào các cái sàn giao dịch nhiều. Chúng ta nhìn volume trên sàn giao dịch chúng ta không biết được cái gì cả. Nếu bạn nào mà đánh Forex thì các bạn sẽ không thể dùng cái volume được, dùng cái volume được. Thì volume ở trên sàn đấy nó không có cái sự chênh lệch quá là nhiều. Cái volume dịch của người ta nó đánh đến hàng ví dụ có khoảng vài nghìn đô thôi, nó có thể làm những cái lệnh đến hàng triệu đô được. Thế thì nó không thể hiện được nhiều cái. Thứ nhất, thứ hai là nó quá lớn rồi, nó quá là nhiều, quá là bị gì nhỉ, tập trung. Cho nên là khó để phân biệt hơn so với cái volume ở trên các cái sàn crypto. Thế thì crypto nó hay ở cái chỗ là ta nhìn được volume, nhìn được cái volume giao dịch, tức là nhìn được cái khối lượng mà các cái nhà giao dịch nó nhảy vào thị trường như thế nào, để chúng ta vừa là có thể là theo dấu được, nói chung là để mà dự đoán được một cá mập làm gì thì khó, mà theo dấu được nó, biết là chúng nó đang xả, biết chúng nó đang gom, đúng không? Cái thứ hai nữa chúng ta biết được là những cái lúc nào mà thị trường đang FOMO đỉnh điểm để chúng ta có những phương án thoát hàng. Thì đó là cái mà lợi của chúng ta. Thì chúng ta chỉ có thể là xem cái trên cái này, trên cái dữ liệu lịch sử này, thị trường này, biết thằng nào nó đang giao dịch nhiều để mà nhảy vào đỡ phân tích. Thế còn bây giờ ngồi phân tích những cái sàn nhỏ nó sẽ không mang lại cái nhiều cái kết quả mà nó
nó khách quan ha. Sàn nhỏ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi giá của sàn lớn. Đó. Thì nói qua như vậy thì chúng ta thấy rằng là Bitcoin đang có một cái hỗ trợ ở khu vực 46 47.000 rất là tốt. Và cái điều mà nó có thể tụt xuống 45.000 hay không ấy, 45 hay là dưới 45.000 hay không thì không chắc chắn được, nhưng nó đã có nhiều cơ sở hơn để chúng ta tin tưởng rằng là cái khu vực 46 47 này đang là cái vùng đáy để các nhà đầu tư người ta đánh lên. Đó. Thế thì có nhiều bạn cũng quan tâm đến cái việc là có một cái hợp đồng option nó đáo hạn vào ngày 31 tháng 12. Thì cái option này nó khác với cái option mà ở trên các cái sàn, ví dụ như Binance hay là gì nhỉ, FTX vân vân. Thì để mọi người hiểu thì mình có thể chia sẻ. Thực ra là mình cũng chia sẻ trên cái gì mình biết thôi, chứ chắc là đúng. Các bạn có thể tham khảo thêm ở kênh của những cái người khác. Đặc biệt là anh Thuận, anh ấy sẽ hiểu hơn về cái thị trường tài chính của nước Mỹ. Mình thì không ở Mỹ, mình không có hiểu nhiều về các cái thị trường tài chính của nước Mỹ, mình không phán bừa được. Đã. Thì theo những cái gì mình hiểu nhé, thì cái option đấy là cái hợp đồng ở trên cái sàn CME, hợp đồng quyền chọn ở trên CME, chứ nó không phải là các cái hợp đồng ở trên các cái sàn giao dịch mà ví dụ như là Binance hay là FTX vân vân. Ừ. Hợp đồng option đấy nó khác ha. Và chúng ta xem cái tỷ lệ option mà ở trên sàn CME thì nó phải thông qua sàn. Chúng ta phải sẽ lên cái sàn đó, hoặc là có một cái trang nào đó nó bán lại, nó mua lại cái dữ liệu từ sàn CME thì mới biết được. Hoặc là trên các bài báo gần đến cái ngày mà kết thúc thì nó sẽ có những cái tổng kết. Thì mình cũng có xem qua các cái trang coi Telegraph, nó nói rằng là cái khu vực là khoảng 46 đến 47 nghìn là cái khu vực mà nó sẽ mang lại, tức là nếu nó quanh quanh ở khu vực đấy á, nó không nghiêng về hẳn một bên nào, 46 khoảng 47 nghìn nó không nghiêng hẳn vào bên nào thì sàn nó sẽ là thằng có lợi, tức là cái sàn CME là cái thằng có lợi. À, và còn nếu mà nó nghiêng hẳn vào bên nào đó, ví dụ nó lên hẳn vượt trên 47.000 thì cái bên mà nó mua ở dưới thấp thì nó có lợi, đúng không ạ? Tức là đi ví dụ nhá, bạn là đặt quyền chọn, tôi mua một cái quyền là tôi có thể mua được, và tôi dùng mua một cái quyền là tôi có thể mua được Bitcoin ở dưới 47.000. Ừ. Tức là lúc mà Bitcoin, lúc cái quyền chọn cái option đấy nó hết rồi ấy. Nó đáo hạn, tức là nó hết hạn rồi. Và giá Bitcoin nó ở tầm 49 50.000. Mà tôi vẫn được mua ở giá 46.000 ấy thì tôi có lời, đúng không? Đấy, tôi bỏ tiền tôi mua ở 46.000, tôi bán luôn ở 50.000 là tôi có lời. Thế còn nếu mà tôi mua cái option, tôi mua cái lựa chọn rằng là tôi được mua Bitcoin ở cái mức là 48.000 mà nó xuống dưới 45.000 thì tôi không mua nữa, hoặc nếu tôi mua thì tôi lỗ luôn, thì thường nó sẽ không mua nữa, nó sẽ phải trả lại phí cho sàn. Thì cái này nhá, không biết rằng là thằng nào sẽ là thằng thắng khi mà cả hai bên nó sẽ đánh nhau. Ví dụ một phe là nó mua ở bên dưới thấp, một phe nó mua ở bên trên cao, và nó sẽ làm thế nào để giá nó đẩy lên hoặc giá đẩy xuống cho nó có lợi nhất. Ừ. Tuy nhiên là không phải những cái người nào tham gia vào option nó cũng có cái khả năng điều khiển được thị trường, hay là cái khả năng là gồng lời, hay khả năng là nói chung là nó không có khả năng để mà thay đổi được cái thị trường này. Cho nên là nó chỉ có phụ thuộc vào một cái bên nào mà nó mạnh hơn về cái nguồn lực tài chính và cái nguồn lực mà thao túng thì bắt đầu là nó mới đẩy được thôi. Còn rất có thể nó chẳng có thằng nào đẩy được cả. Hầu hết là lại là các nhà đầu tư nhỏ lẻ chẳng hạn thì nó sẽ không có cái sự thao túng ở đó. Ừ. Thì đó là cái option mà mình hiểu. Thì chúng ta cũng tìm hiểu về nó để biết thôi. Để biết rằng là ừ, thời điểm hiện tại nó có cái sự thao túng về giá, có cái sự đẩy giá lên, đẩy giá xuống của bọn cá mập để nó có lợi trên cái option đấy, nó đâu đó khoảng vài tỷ đô cơ. Thì nó có thể là bỏ ra vài trăm triệu để nó làm giá chẳng hạn. Nhưng mà nó cũng là một sự hên xui. Ví dụ thua thì sao? Thua thì vừa mất cái option để vừa mất thêm cái tiền làm giá nữa. Rồi. Thì đấy là cái phân tích qua qua về cái tình hình của Bitcoin. Với cái nhận định của mình về thị trường thì mình thấy rằng khu vực này là khu vực đáy và nó đang có sự đẩy giá lên rất là tốt, giữ giá rất là tốt ở khu vực đấy, thì nó sẽ sớm có một cái đợt hồi lên. Có thể là trong đầu năm mới thì nó sẽ hồi lên được một chút, hồi lên một chút để có thể quay lại test được cái vùng 51 năm 2000. Ừ. Thì thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà các cái đồng altcoin nó không có nhiều cái sự thay đổi, không có sự nhiều sự tiếp diễn, do là Bitcoin nó vẫn đang chưa rõ được cái tình hình. Lúc này mà
mà nó Bitcoin nó tụt thì altcoin nó sẽ khó mà lên. Thế cho nên là những cái đồng ví dụ như là đồng Near, mình tìm thấy rằng bọn MM của nó đang đẩy rất là mạnh, nó đang rất là muốn đẩy lên, nhưng mà mỗi lần mà nó đẩy lên một chút thì lại thằng Bitcoin nó lại có sự dấu hiệu của cái việc là tụt rồi là các thứ, thì nó cũng bị tụt theo. Ừ. Thế thời điểm này mà nhảy vào những con như Near là hơi nguy hiểm ha, để mà nhảy vào một đánh ăn coi là hơi nguy hiểm, nhưng mà chúng ta chỉ vào những cái lệnh rất là nhỏ cho nó đỡ đỡ buồn thôi, đỡ buồn thôi, còn nếu giờ mà nhảy vào lệnh lớn là có thể chạy như thường. Thị trường nó sẽ không đi đánh ăn coi nó sẽ không đi theo Bit, và Bit bây giờ không phải là thời điểm tốt để mà mua, chúng ta cần phải có một cái nhịp gọi là nó giật xuống mạnh xong nó bật lên. Thì đấy là cái mà hy vọng của mình, ví dụ như này nó đang đi ngang như này xong nó giật xuống mạnh một cái rồi nó bật lên và cái vùng mà mình hy vọng nó bật lên đâu đó khoảng 49.400, sau đó nó sẽ có một cái đợt test nhỏ thì bật lên tiếp. Thì đấy là cái mà mình suy nghĩ, không biết là thị trường nó sẽ đi như thế nào, chúng ta sẽ cùng quan sát thêm ha. Rồi chúng ta sẽ đến một cái video thứ hai, đó là về altcoin.